tớ trùm Thanh Tịnh Minh Hối. Lúc bấy giờ, ở giữa đại chúng, người An đang chỉnh sửa lại y phục, chắp tay và đảnh lễ. Ngài vừa buồn lại vừa vui khi thấy dấu vết của tâm ngày càng rõ rệt. Vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh ở thời vị lai, ngài cúi đầu và bạch Phật: "Thưa Đại Bi Thế Tôn, bây giờ con đã biết pháp môn để trở thành Phật. Ở trong phương pháp này, con có thể tu tập mà chẳng khởi hoài nghi. Con thường nghe Như Lai nói, các vị Bồ Tát nguyện độ tất cả chúng sinh trước khi đã qua bờ bên kia. Còn Như Lai thì đã tự mình giác ngộ viên mãn và có thể ứng hiện ở thế gian giác ngộ cho kẻ khác. Tuy chưa có bờ bên kia, nhưng con cũng nguyện độ tất cả chúng sinh ở trong thời mạt pháp. Thưa Thế Tôn, chúng sinh ở thời mạt pháp sẽ dần dần xa cách với Phật, còn tà sư giảng pháp thì nhiều như số cát sông Hằng. Vậy giả như có chúng sinh nào ở thời ấy muốn nhấp tâm để vào chánh định, thì họ làm sao để an lập đạo tràng, rời xa các việc ma và có đạo tâm không thối chuyển?" Lúc đó, Phật ở giữa đại chúng đã khen ngợi người Anan rằng: hay thay, Anan, ông hỏi ta về an lập đạo tràng nhằm cứu hộ các chúng sinh chìm đắm ở trong thời mạt pháp. Ông hãy lắng nghe kỹ, ta sẽ thuyết giảng cho ông." Ngài Anan và đại chúng liền đồng thanh đáp rằng: "Dạ vâng, chúng con xin y giáo phụng hành." Phật bảo ngài Anan: "Khi ta thuyết giảng về luật tạo, ông thử nghe ta nói đến về ba nghĩa quyết định ở trong sự tu hành. Đó là muốn nhiếp tâm thì phải trì giới, nhân giới sinh định và nhân định phát tuệ. Đó gọi là ba môn học vô lậu. Vì sao ta nói trì giới là để nhiếp tâm? Nếu như các chúng sinh ở trong sáu đường, trong tất cả các thế giới mà chẳng khởi dâm dục thì họ sẽ chẳng lưu chuyển trong vòng sinh tử tương tục. Ông tu theo chánh đạo là để thoát khỏi trần lao, nhưng dâm dục chưa dứt thì sẽ chẳng thể rời khỏi trần lao. Dù có người thông minh tài trí và hiện tiền có thể vào trong thiền định, nhưng dâm dục chưa dứt thì rất dễ rơi vào cảnh giới của ma. Hàng thượng phẩm sẽ là ma vương, hàng trung phẩm sẽ là ma dâm, hàng hạ phẩm sẽ là ma nữ. Những chúng ma này đều có đồ đẳng và ai nấy đều bảo rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy dẫy những chúng ma này ở trong thế gian. Chúng toàn là việc dâm dục nhưng tỏ ra là bậc thiện tri thức. Chúng sẽ khiến vô số chúng sinh rơi vào hố tà kiến của ái dục và khiến họ lạc mất con đường giác ngộ. Vì vậy, khi dạy người tu hành về chánh định, ông phải dạy họ diệt trừ dâm dục. Đó là giáo huấn minh bạch quyết định thứ nhất về thanh tịnh mà chư Phật quá khứ đã dạy. Này Anan, nếu có người nào tu hành thiền định mà vẫn còn dâm dục thì chẳng khác nào nấu cát mà mong nó trở thành cơm vậy. Dù sao trong đàn kiếp cũng chỉ là cát nóng mà thôi. Vì sao vậy? Vì chúng vốn chẳng phải là gạo mà chỉ toàn là cát với đá. Ông mong cầu sự quả của Phật nhưng vẫn còn dâm dục thì cho dù được một chút khai ngộ vi diệu thì sự hiểu biết đó là từ gốc của dâm dục mà ra. Nếu căn bổn của sự hiểu biết mà là dâm dục thì ông sẽ bị đoạn lạc trong ba cõi, chắc chắn không thể ra khỏi. Như vậy thì ông làm sao có thể tìm ra con đường tu chứng đạo tịnh diệt của Như Lai? Vì thế, ông phải quyết tâm diệt trừ đầu mối khởi dâm dục, thử thân, lẫn tâm, cho đến ý nghĩ diệt trừ cũng phải đoạn nốt. Có như vậy thì đối với giác ngộ của Phật mới có hy vọng. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác tức là ma thuyết. Lại nữa Anan, nếu có chúng sinh nào, nếu các chúng sinh ở trong sáu đường, trong tất cả các thế giới mà chẳng khởi sát hại thì họ sẽ chẳng lưu chuyển trong vòng sinh tử tương tục. Ông tu theo chánh đạo là để thoát khỏi trần lao, nhưng sát hại chưa dứt thì sẽ chẳng thể rời khỏi trần lao. Cho dù có người thông minh tài trí và hiện tiền có thể vào trong thiền định nhưng vẫn còn giết hại thì rất dễ rơi vào cảnh giới của quỷ thần. Hàng thượng phẩm sẽ làm đại lực quỷ vương, hàng trung phẩm sẽ làm loài quỷ tiệp tật bay trên hư không hoặc làm thủ lĩnh của loài quỷ. Hàng hạ phẩm sẽ làm loài quỷ bạo ác đi trên mặt đất. Những chúng quỷ thần này đều có đồ đảng và ai nấy đều bảo rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, ở trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy dẫy những chúng quỷ thần này ở trong thế gian. Chúng bảo rằng ăn thịt sẽ không cản trở cho con đường giác ngộ. Này Anan, ta cho phép các vị tỳ kheo được ăn 5 loại tịnh nhục. Đó là các loại thịt mà do thần lực của ta biến hóa ra. Chúng vốn chẳng có mạng căn. Vì lòng từ bi đối với các vị muốn tu hạnh thanh tịnh nhưng phải sống ở nơi đầm lầy ẩm ướt hoặc ở nơi cát đá mà rau cỏ chẳng thể sinh trưởng được, nên ta đã dùng thần lực gia hộ, giả danh gọi chúng là thịt để các ông được có mùi vị đó. Như vậy thì sau khi Như Lai diệt độ, làm sao những kẻ ăn thịt có thể tự gọi là đệ tử của Thích Ca? Các ông nên biết rằng những kẻ ăn thịt đó cho dù được một chút khai ngộ vi diệu trong khi tu hành chánh định, nhưng chúng vẫn là loài quỷ báo ác. Sau khi hết báo thân, chúng vẫn sẽ chìm đắm trong bể khổ sinh tử. Chúng không phải đệ tử của Phật. Những kẻ ấy giết hại và ăn nuốt lẫn nhau, làm sao có thể rời khỏi ba cõi cho được? Vì vậy, khi dạy người tu hành về chánh định, ông phải dạy họ diệt trừ giết hại,
Đó là sáu hồi minh bạch quyết định thứ nhất về thanh tịnh, thứ nhì về thanh tịnh mà chư Phật quá khứ đã dạy. Này Anan, những ai tu hành thiền định mà vẫn còn giết hại thì chẳng khác nào có người lấy tay tự bịt lấy tay mình rồi hét toáng lên và mong người khác chẳng nghe thấy vậy. Đó gọi là che giấu chứng cứ rành rành. Khi đi trên con đường nhỏ, các vị Bồ Tát hay các vị tỳ kheo thanh tịnh còn không dẫm chân lên cỏ, huống chi là lấy tay nhổ chúng. Làm sao có thể gọi là từ bi nếu vẫn còn ăn thịt uống máu chúng sinh? Vì vậy, nếu có vị tỳ kheo nào không sử dụng tơ lụa làm từ phương Đông, dù thô hay mịn, không đi giày da, mặc áo lông cừu, không sử dụng các sản phẩm làm từ lông chim tại quốc gia này, không sử dụng bơ, sữa, bơ tinh chế, sữa, sữa đặc, ta nói rằng vị ấy là người giải thoát chân thật. Vì sao thế? Vì khi sử dụng một phần cơ thể của chúng hữu tình sẽ gây nghiệp duyên với chúng. Điều này ví như do con người ăn trăm loại hạt sinh sôi nảy nở từ mặt đất nên chân của họ chẳng thể rời khỏi mặt đất vậy. Vì thế những ai không ăn thịt cũng không khoác lên mình những sản phẩm làm từ thân thể chúng sinh, cho đến thân lẫn tâm không nghĩ đến chuyện ăn thịt hay sử dụng các sản phẩm làm từ động vật, ta nói rằng người ấy là người giải thoát chân thật. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác tức là ma thuyết. Này nữa Anan, nếu chúng sinh ở trong sáu đường, trong tất cả các thế giới mà chẳng khởi trộm cắp thì họ sẽ chẳng lưu truyền trong vòng sinh tử tôn tục. Ông tu theo chánh đạo là để thoát khỏi trần lao, nhưng trộm cắp chưa dứt thì sẽ chẳng thể rời khỏi trần lao. Dù có người thông minh tài trí và hiện tiền có thể vào trong thiền định, nhưng trộm cắp chưa trừ thì rất dễ rơi vào tà đạo. Hàng thượng phẩm sẽ làm yêu tinh hút tinh khí, hàng trung phẩm sẽ làm yêu ma quỷ quái, hàng hạ phẩm sẽ làm người bị ma quỷ nhập. Những chúng yêu tà này đều có đồ đảng và ai nấy đều bảo rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy ra những chúng yêu tà này ở trong thế gian. Chúng giấu giếm gian dối nhưng tỏ ra là bậc thiện tri thức. Ai cũng bảo rằng mình đã đắc pháp của bậc thượng nhân. Chúng mê hoặc người kẻ vô trí và khủng bố tinh thần người khác. Bất cứ nơi nào mà chúng đi qua thì gia đình ấy sẽ suy hao và đi tán. Ta thường dạy các vị tỳ kheo hay tùy mỗi phương xứ mà đi khất thực nhằm xóa bỏ lòng tham của họ và giúp thành tựu Phật đạo. Các vị tỳ kheo không tự mình nấu ăn, họ sống như vậy đến hết cuộc đời và du hành trong ba cõi. Nơi nào mà họ đã đi qua một lần thì sẽ không trở lại lần nữa. Vì thế, nếu kẻ cướp giả mặc y phục của ta để tự lội, buôn bán trong pháp và tạo đủ mọi nghiệp ác, làm sao có thể gọi là Phật pháp cơ chứ? Những kẻ ấy hủy báng người xuất gia và nói rằng các vị Bồ Tát đã thọ giới cụ túc theo đạo nhị thừa. Và như vậy, họ khiến chúng sinh rơi vào ngờ vực mê lầm và chính bản thân họ sẽ bị đọa vô giảm địa ngục. Sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỳ kheo nào muốn phát tâm kiên định tuyệt đối để tu hành chánh định, thì có thể ở trước hình tượng của Như Lai thắp một ngọn đèn ở trên thân, hoặc thiêu một ngón tay, hoặc thiêu một mảnh hương ở trên người. Ta nói rằng người này cùng một lúc đã trả hết nợ từ vô tỷ. Vị ấy có thể vĩnh viễn trả biệt thế gian và vĩnh viễn giải thoát khỏi tất cả các lậu. Tuy chưa thể ngay lập tức hiểu làm sao để tiến bước cho con đường giác ngộ vô thượng, nhưng vị ấy đã lập quyết tâm nơi pháp. Những kẻ nào chẳng chịu xả bỏ chút thân nho nhỏ để làm nhân thì cho dù có đắc đến đạo vô vi thì cũng sẽ trở lại làm người để trả nợ các kiếp trước. Điều này ví như việc ta phải ăn cỏ lúa mạch dành cho ngựa vậy, thật chẳng sai khác. Vì vậy, khi dạy người tu hành về chánh định, ông phải dạy họ diệt trừ trộm cắp, đó là sáu hối minh bạch quyết định thứ ba về thanh tịnh mà chư Phật quá khứ đã dạy. Này Anan, những người nào tu hành thiền định mà vẫn còn trộm cắp thì chẳng khác nào cố rót đầy một cái ly bị thủng lỗ. Dù trải qua số kiếp nhiều như vi trần thì cũng chẳng thể đầy ly. Vì thế, nếu có vị tỳ kheo nào không cất giữ vật dụng gì ngoại trừ pháp y và bình bát, vị ấy có thể bố thí phần thức ăn thừa từ khất thực cho chúng sinh bị đói. Vị ấy có thể đứng giữa đại chúng chắp tay và đảnh lễ. Vị ấy có thể dường như là xưng tán cho dù bị người mắng chửi hay đánh đập. Vị ấy thật sự có thể xả bỏ thân tâm để chia sẻ xương máu thịt của mình với chúng sinh. Vị ấy chẳng bao giờ mang những lời dạy chẳng điệu nghĩa của Như Lai để dạy sai lầm cho người mới sơ học, ta ẩn chứng cho họ là người đắc chánh định chân thật. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác tức là ma thuyết. Nhãn nữa Anan, nếu chúng sinh nào mặc dù đã thoát khỏi ba nghiệp trộm cắp, sát sinh, xâm dục, nhưng nếu phạm vào đại vọng ngữ thì chánh định của họ sẽ không được thanh tịnh,
và sẽ tiêu diệt hạt giống để trở thành Phật. Họ nói rằng mình đã đắc nhưng chưa thật là đắc, nói rằng mình đã chứng nhưng chưa thật chứng. Hoặc vì một người khác tôn mình là đệ nhất, nên họ nói rằng mình đã đắc đạo quả Tư Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả Anaham, quả A-la-hán, đạo độc giác hay một địa trước mọi địa của Bồ Tát. Hoặc vì tham lam cúng dường, nên họ đã khuyến khích mọi người lễ lạy và sám hối ở trước mặt mình. Những kẻ ấy hoàn toàn chẳng tin nơi Pháp và tiêu diệt hạt giống để trở thành Phật. Họ ví như cây cọ đã bị ngồi chặt đứt. Đức Phật dự ký những người này vĩnh viễn hủy diệt căn lành và không thể hồi phục tri kiến. Họ sẽ mãi chìm đắm trong biển trầm luân sinh khổ, thống khổ và không thể thành tựu chánh đạo, chánh định. Sau khi ta diệt độ, các Như Lai sẽ sắc lệnh cho các chư Bồ Tát và các bậc A-la-hán hãy ứng thân sinh ra vào thời mật Pháp nhằm cứu độ chúng sinh ở trong luân hồi. Hoặc các ngài sẽ hiện ra dưới hình tướng đạo nhân, cư sĩ Bạch Y, vua chúa, tể quan, đồng nam, đồng nữ và như vậy cho đến dâm nữ, quả phụ, đạo tặc, kẻ lừa đảo, kẻ làm nghề giết mổ, kẻ buôn bán dân lận. Các ngài sẽ trở thành đồng sự với các hạng người trên nhưng luôn xưng tán Phật thừa và khiến thân tâm họ đi vào chánh định. Nhưng các ngài sẽ không bao giờ tùy tiện nói với bậc sơ học hay tiết lộ mật nhân của Phật rằng mình đích thị là một vị Bồ Tát hay là một bậc A-la-hán, chỉ duy trừ phó chúc một lúc cuối đời. Nhưng ai giả mạo rằng mình đã đắc đạo quả, tức là đang hạ loạt chúng sinh bằng đại vọng ngữ. Vì vậy, khi dạy người về chánh định, ông phải dạy họ diệt trừ đại vọng ngữ, đó là giáo hối minh bạch quyết định thứ tư về thanh tịnh mà chư Phật quá khứ đã dạy. Này A Nan, những người nào tu hành thiền định mà chưa bỏ đại vọng ngữ thì chẳng khác nào lấy phân nặn thành hình một miếng đàn hương rồi mong là có mùi thơm vậy. Thật chẳng thể nào có chuyện ấy. Ta thường dạy các vị tỳ kheo rằng trực tâm chính là đạo tràng và không có chút hương ngụy của mọi hành vi trong bốn uy nghi. Làm sao có thể có người tự xưng là đã đắc pháp của bậc thượng nhân cơ chứ? Điều này chẳng khác nào có kẻ bần cùng mạo xưng là đế vương, huống chi là những ai tự mạo xưng là pháp vương. Nếu từ lúc bắt đầu mà không chân thật thì kết quả sẽ phải chuốc lấy quanh co. Nhưng ai cầu Phật đạo như thế thì chẳng khác nào tự cắn rốn của chính mình vậy. Có ai mang việc đó thành tựu chăng? Vì thế, nếu có vị tỳ kheo nào tâm thẳng như chiếc dây đàn và vào chánh định chân thật thì sẽ chẳng bao giờ gặp phải những việc ma. Ta ấn chứng cho họ là người đắc chánh định chân thật. Ta ấn chứng cho họ là người đã đắc chi giác vô thượng của Bồ Tát. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác tức là ma thuyết. Này A Nan, ông vừa hỏi ta phương pháp để nhiếp tâm, còn ta cũng vừa thuyết giảng về diệu môn tu học để vào chánh định. Điều này ví như giọt sương đóng băng ở trên cây thì tự nhiên các cảnh lá khác sẽ chẳng sinh nở được. Cũng như vậy, nếu giới hạnh trong sáng thì ba nghiệp ác từ thân ý cho đến bốn nghiệp ác từ lời nói sẽ chẳng có nhân để sinh diệt, sẽ chẳng có nhân để sinh khởi, sẽ chẳng có nhân để sinh khởi. Nhưng ai cầu đạo Bồ Tát thì chắc chắn phải thọ bốn điều luật nghi này. Này A Nan, nếu người nào chẳng quên bốn điều luật nghi này thì tâm của họ sẽ chẳng duyên nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, huống chi là các việc ma làm sao có thể phát sinh cơ chứ. Nếu ai có tập khí từ lâu đời và chẳng thể diệt trừ thì ông hãy dạy họ nhất tâm tụng Phật đảnh quang minh tại bạch tản cái vô thượng thần chú của ta. Ở trên tướng vô kiến đảnh của Như Lai có Đức Phật hiện ra từ nơi tâm vô vi. Hòa Phật ở trên tòa sen báu ở trên đỉnh đập của ta đã tuyên thuyết ra chủ này. Từ nhiều kiếp trước, ông và cô con gái của bộ tộc Mã Đăng Già đã có nhân duyên sâu đậm và tập khí ái ân đó chẳng phải chỉ một đời hay một kiếp. Nhưng khi vừa nghe ta tuyên dương giáo pháp dù chỉ một lần, cô ấy đã vĩnh viễn từ bỏ tâm si ái và trở thành bậc A-la-hán. Trước kia cô ta là một dâm nữ và chưa từng khởi tâm tu hành. Tuy nhiên, nhiều thần lực âm thầm của thần chú mà nhanh chóng đắc đạo quả vô học. Còn huống chi là các hàng thanh văn các ông đã quyết tâm cầu tổ thượng thừa và quyết định trở thành Phật.
Điều này ví như tung bụi theo chiều gió thì làm sao có gian nan hay hiểm trở cơ chứ?